Nên chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với một video unbox mới của tôi nhé. Đây là một thùng hàng được Panda Fox gửi cho tôi từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà là chuyển hàng chuyển từ tận Mỹ cơ. Đấy, ta không nói nhiều. Các bạn thử đoán xem là trong này hôm nay tôi có mô hình gì nhé. Panda Fox vẫn là rất uy tín. Nói thì cứ nghe có vẻ giống quảng cáo cho Panda Pop nhỉ. Các bạn ấy làm việc rất tốt, đóng gói hàng cẩn thận. Thậm chí còn có thêm cái lớp xốp này đây các bạn thấy. Trồng qua đập mồi. Các bạn đã đoán được trong này tôi có những mồi gì chưa? Hơi khó đoán nhỉ. Không có một gợi ý gì cả. Rất chắc chắn. Và thật ra unbox của Panda Fox rất là vất vả các bạn. Đó, lộ ra rồi. Ba mô hình này là ba mô hình khá đặc biệt. Rồi, ta sẽ lần lượt lấy ra nhé. Đây, mời các bạn nhìn. Đó. Tu 204, 2 chiếc và mô hình 787. Là người Việt Nam, chúng ta sẽ bắt đầu bằng chiếc phiên bản đặc biệt này trước. 787-10 NG sản xuất VNA873 trên máy bay mang sticker 100. Kỷ niệm mà đón nhận chiếc máy bay thứ 100 của hãng không quốc gia Việt Nam. Các bạn có thể thấy được cái sự chắc chắn của Panda Fox trong việc đón mô hình. Và đây chúng ta sẽ mở ra luôn nhé, không cần phải trình bày nhiều. Vào đây, các bạn thấy không, chiếc này khá đặc biệt, có cốt luôn nhé, cốt để on the point, gọi là những kiểu tích điểm ấy. Đó. Tôi cũng không nhớ là kể từ bao giờ thì G đã bắt đầu cho mỗi một chiếc mô hình một cái tệp ở đấy để chúng ta tích điểm. Và đây, mô hình 787-10 VNA873, chiếc máy bay mang sticker 100. Mô hình rất đẹp đúng không các bạn? Rất may mắn là NG đã sản xuất mô hình này. Tôi thì có mỗi Phoenix là sản xuất ra mô hình trên này, nhưng mà Phoenix thì thực ra màu sắc sơn không chuẩn lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang mô hình, đây là hai chiếc máy bay cargo các bạn nhé. Đó.